Chào anh Thơ Quang, chào cả nhà. Chúc mọi người có buổi tối vui vẻ. Có một cái câu nói mà hôm trước em đã nói, nhưng hôm nay em đọc được cái nội dung này ấy, thì em nhắc lại một chút. Ông Zelensky thì mong muốn ông John Biden trở thành một tổng thống quốc tế, một tổng thống vì hòa bình của thế giới, đúng không ạ? Thì hôm nay có một người ở Đức thì lại nói là cảnh sát Mỹ hồi đó là cảnh sát quốc tế. Quốc Ai tế. công nhận Mỹ là cảnh sát quốc tế? Ai công nhận Mỹ là cảnh Cứu sát mày quốc tế? quay Và ai nói là Việt Nam thời đó là đang bao cấp, là không có pháp luật? Cái văn bản pháp luật cao nhất đó là gì? Đó là hiến pháp nhá, phải nhớ một điều như thế. Còn nếu như anh đã không biết đấy thì anh nói từ từ thôi. Chứ còn anh nói là ông Ngô Đình Diệm đúng không? Ông ấy đàn áp đạo vi Phật phạm nhân quyền, đúng không? Ông vi vi phạm phạm nhân quyền. quyền, Thế bị anh tìm xử cho có tôi gì cái văn bản sai? nào của cái tổ chức nhân quyền á, cái tổ chức nhân quyền quốc tế mà hiện nay cũng đang ở Mỹ ấy, có cái tổ chức nhân quyền đó người ta đã đưa ra một cái văn bản hay một cái nghị quyết nào nói về cái vấn đề ông Ngô Đình Diệm vi phạm nhân quyền chưa? Anh chưa từng ý. Bây giờ nói để anh biết này, cái sự việc xảy ra ông Ngô Đình Diệm bị hạ sát trong M113 là do lính nhá, ngay chính hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa tổ chức lễ tưởng niệm cho ông Ngô Đình Diệm tại Mỹ đã nói nhá, đã đọc phát biểu là do cái đội ngũ tướng tá lính lác nhá, tham tiền tham quyền phản bội đã hạ sát ông Ngô Đình Diệm, chứ không có luật pháp nào ở đó cả. Và Mỹ cũng chả phải là cảnh sát quốc tế. Ngày đó Mỹ sang Việt Nam là bằng quân đội trở về với hơn 58K nhá, những chiếc quan tài, chứ không có cảnh sát nào sang đây cả. Anh Jesse Nguyễn nhé, nếu bây anh không giờ biết anh chịu khó anh học thêm đi. bây giờ nó lại chối kìa, nó bảo là mình đi anh em mình đi chụp mũ đó kìa, trong khi là chính cái câu đó mình dẫn lại chính cái câu nó nói ra nha, mọi người nhìn lại coi, hồi nãy giờ tôi qua nhắc là đúng phải cái câu nó comment nó nói không, mà bây giờ nó lại đổ thừa là mình anh em mình chụp mũ nó. Dòng máu lạc hồng, ôi chứ tôi đau lòng quá. Thực ra thì không phải lần đầu tiên được tiếp cận với anh Jason Nguyễn, thì cũng có thể biết em anh ở cái mức độ nào. Anh Jason Nguyễn, anh nói lại xem cái tổ chức cái nhân quyền nó ra đời năm bao nhiêu mà anh bảo là hồi đó chưa có tổ chức nhân quyền. Hả anh Jason Nguyễn? Anh có biết cái tổ chức nhân quyền ra đời năm bao nhiêu không? Nếu anh không biết thì để tôi cung cấp thông tin cho anh. Bởi vậy À, anh á, rất xin Nguyễn. nè, chị xin nghỉ nè, mở tai lên nghe mấy chú dạy cho con nghe nè. Con nói ông Diệm là vi phạm nhân quyền nên bị Mỹ xử đúng không? Vậy nè, mấy chú hỏi con nè. Mỹ xử ông Ngô Đình Diệm thời điểm đó đó, có thông qua người dân Việt Nam Cộng Hòa chưa? Hả? Có thông báo cho người dân Việt Nam và người dân Việt Nam Cộng Hòa biết là là đây này, giống như một cái bản cáo trạng đó, ông Ngô, gia đình ông Ngô Đình Diệm thế này, gia đình ông Ngô Đình Diệm thế nọ, và chúng tôi giống như là cả cảnh sát quốc tế mình theo lời của con trai nói á, cho xin Nguyễn đúng không, là chúng tôi thay mặt vậy đó để chúng tôi xử gia đình ông Ngô Đình Diệm có không, mà nếu không có mà tự xử thì chính thằng Mỹ là thằng vi phạm nhân quyền đúng chưa, cái thằng que con kia, mở tai lên mà nghe mấy chú dạy nè, về nói cho trẻ con nghe đi, học hết đại học chưa nữa, mà nữa lại hết đại học nữa rồi, nói trẻ con nghe đi, chứ nãy giờ con vào đây con nghe ai nói, thế con là cái gì, con là con của Thế thằng trẻ con à bây giờ hả, như hồi nào nãy đây giờ anh con Thơ vào đây Quang? con vẫy cái tay chó con lên con nghe đấy, thì con nghe ai dạy con, sơ hở là cứ mang đại học đã hù người ta, trời ơi trời, Bây thằng giờ chừng em ông ba que chia chỉ có sẻ một vậy, chút như thế này. anh mời chung. Nói để cho anh Dương Nguyễn này, có thể là anh chưa tìm hiểu thì anh biết thêm một chút. Cũng không sao cả.
bởi vì cái vấn đề tiếp thu kiến thức ấy nó là vô hạn, nó không phải là hữu hạn. Thế là một người mà người ta có khiếm khuyết này hay khiếm khuyết nọ nó là chuyện bình thường, không vấn đề gì cả. Nhưng mà khiếm khuyết về mặt kiến thức ấy thì nó là một cái tội có thể nói là rất là lớn của cơ sở giáo dục tại nơi anh đang sống nhé. À, thông báo cho anh biết này, tổ chức nhân quyền quốc tế nó chỉ có một tổ chức một và nó được đặt tại trụ sở của nó đặt tại Hoa Kỳ và nó được thành lập vào tháng 10 năm 1941 do phu nhân tổng thống đương thời ngày đó là ông Roosevelt nha, là chủ tịch đầu tiên, được chưa? Cái góc độ thứ hai, anh vẫn luôn nói về cái vấn đề là học hết đại học chưa? Thế tôi hỏi anh này, anh và tất cả những thành phần ở bên kia thế giới ấy, đã học hết lớp đại học rồi đúng không ạ? Thế đi nghe cái thằng lớp 7 Trương Quốc Huy nó dạy làm gì vậy? Thế các anh học đại học để làm cái gì? Các anh học đại học mà để thằng lớp 7 nó dạy thì các anh học làm cái gì? Đấy là người ta bảo là đốt sách đấy, anh hiểu không? Đốt sách là mình tiếp thu kiến thức để mình có cái nhìn nhận nó khách quan, nó trung thực và nó đa chiều. Cái gì tốt thì mình nói nó tốt, cái gì nó chưa tốt thì mình nói nó chưa tốt. Chứ không thể chúng ta lẫn lộn giữa trắng và đen được. Một người vi phạm pháp luật của Mỹ bị Mỹ xử phạt thì tất cả các quốc gia không ai lên tiếng. Không phải là không dám lên tiếng mà đó là công việc nội bộ của nước Mỹ. Thế thì Phạm Đoan Trang hay Lê Dũng Vô Va vi phạm pháp luật của Việt Nam bị nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xử phạt, nó là chuyện hết sức bình thường và phù hợp với luật pháp quốc tế. Nó không phải là cái vấn đề, đúng không ạ? Đi ngược lại với lại nhân quyền hay đi ngược lại với lợi với luật pháp quốc tế. Mà chúng ta nhìn ở đây ấy, góc độ nói để anh Jason Nguyễn, anh ở Đức này. Hôm nay chính phủ Đức còn đang kêu gọi người dân Đức các anh đấy ăn bớt thịt lại. Anh đọc bài báo đó chưa? Anh đã đọc bài báo mà của Đức đó, kêu gọi người dân Đức hãy ăn bớt thịt lại để tiết kiệm. Bởi vì chúng ta đang trong giai đoạn kinh tế cực kỳ khó khăn. Được chưa? Thế nên là cái vấn đề góc độ mỗi xã hội nào cũng có cái mặt trái của nó. Anh đang ở Đức, anh có nhìn thấy cái mặt trái của Đức chưa? Và anh đã có những ý kiến phản hồi nào với chính phủ Đức là tôi thấy cái đó không phù hợp chưa? Cái việc cái anh phản ánh và có dám phản ánh hay không nó là một chuyện khác. Và bài học sâu sắc nhất nhé, bài học sâu sắc nhất không riêng gì đối với Lê Dũng Vô Va hay là Phạm Đoan Trang, mà bây giờ bài học sâu sắc nhất đang nằm ở Hoa Kỳ. Đó là những người đã đi ngược lại lợi ích quốc gia dân tộc, luôn đưa ra những cái quan điểm luận điểm xuyên tạc chống phá nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì đang gánh những cái hậu quả ngay tại nước Mỹ, một nước tự do nhất, dân chủ nhất, văn minh nhất, đúng không ạ? Ở nhà lầu, đi xe hơi, nhưng mà lại bây giờ tình trạng xăng lên cao thì các anh lại đi khoan bình xăng của người ta. Anh đã bị anh chạy taxi anh đã bị khoan bình xăng chưa anh à, anh Jason Nguyễn trong đây nói ở đây là là không chỗ muốn nói. trong đây là có anh Trương Toàn Yến á, là cũng đang là Việt kiều bên Đức á, nhưng mà ở đây á để mình đưa ra thêm để cho mọi người thấy thực ra là cái tầm chị sinh Nguyễn thì nó không đủ tầm đâu, nhưng mà có nó cũng vui để cho mọi người thấy được cái bản chất nó ngu và nó bẩn bựa của đám que con là gì. Đây tôi quay những chứng cho mọi người thấy nè. À, tức là chị Sinh Nguyễn nó nói ông giọng Bắc đang nói sai, tức là nó nói chung á là nói chung đang nói sai. Tổ chức theo dõi nhân quyền đó của Mỹ mà sao viết về Mỹ được, nó hài thiệt bà mẹ, nó ngu thiệt, nó ngu chưa từng thấy thằng nào, nó giành hết phần ngu của chó luôn. Nếu mà như nó nói vậy thì chứng tỏ thằng Mỹ nó chà đạp nhân quyền hả, đúng chưa? Có nghĩa tổ chức nhân quyền nó đẻ ra để phục vụ cho thằng Mỹ, đúng không? Còn cái chuyện gì liên quan tới thằng Mỹ là cái tổ chức nhân quyền nó không dám lên tiếng là phản ánh về thằng Mỹ, đúng chưa? Vậy cái giá trị tổ chức nhân quyền nó mang tầm quốc tế đó hả, nó có giá trị không? Thằng Trai Sinh Nguyễn cho em dành hết phần ngu của chó vậy em hả? Em nói em phải viết chữ lên theo, viết từ làm sao cho nó nghe nó phù hợp, em nói câu trước là em gài câu sau à. Còn em mà em đưa pháo để nổ ba que thì em nói mẹ đi, nói đại ra đi cho nên người ta biết.
ta đang nhẹ nhẹ thôi, ta nói chuyện vui vui thôi, đúng không? Khỏi phải là xấu hổ tới 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 phụ huynh của em, rõ chưa cho Thiên Nguyễn? Còn ở đây nữa nè, cái gì tôi nói cho mấy cha nghe thôi, chứ thấy diễn đàn toàn người lớn mà nó sai, hỏng hết thanh niên Việt Nam sau này. Trời ơi trời, khổ thanh niên Thì Việt Nam sau này. cái việc anh ra sân Nguyễn này thì anh nói như vậy thì em lại hiểu thêm một cái góc độ nữa, thì em chỉ nói ngắn gọn thôi. Bây giờ có giải thích ấy, thì nó thuộc vào tư duy, nó tư duy và tư duy thì con người mà có giải thích đến mấy mà đã không hiểu thì cũng mãi mãi nó không hiểu được. À, nói lại một lần cuối này, cái tổ chức nhân quyền đó, đó một tổ chức quốc tế ấy. Mọi người nói muốn nói gì nói, chứ đừng có nói tổ chức nhân quyền của Mỹ mà không nói đến nước Mỹ nhé. Bởi vì Mỹ không cho nói thôi, chứ không phải là không nói về nước Mỹ. Anh phải hiểu thế, là do Mỹ không cho nói. Ơi, Chứ còn nó ở đây chả có anh Trương Toàn Yến, anh cũng là người ở Đức thì anh sẽ hiểu hơn về ở bên Đức hơn anh em chúng tôi ở đây, thì cũng có thể là sẽ đúng là rồi. người cung cấp thêm thông tin cho anh Jason Nguyễn ở Đức. Đó là cái chia sẻ cuối cùng với anh Jason Nguyễn, bởi vì từ nãy giờ những comment của anh ấy nói thật là cũng không muốn đả động đến cá nhân anh đâu đấy, bởi vì chúng tôi lên đây chúng tôi không muốn mang tính chất là đấu tố cá nhân hay là nói về một cá nhân nào Đúng cả rồi. đấy. Thế nhưng mà anh đã có những cái quan điểm nó như thế thì chúng tôi trao đổi lại để anh có thể tiếp nhận cái thông tin nó tốt hơn. Còn nếu như anh muốn thì anh có thể kết bạn với tôi, thì tôi có thể cung cấp cho anh những cái tờ báo của Đức nhé, như tạp chí Berlin hay là kể cả như là New York Times ấy. Tôi lên tôi đọc, tôi chụp hình tôi đưa cho anh xem. Chúng tôi ở trong Dùng nước nhưng mà chúng tôi có thể tiếp cận được thông tin nó đa chiều, chứ nó không phải là một góc độ nào cả. Đó là cái trao đổi riêng với anh Jason Nguyễn này thôi, chứ còn thế giới tự do hay không tự do nhá, thì nó lại thuộc về nhận thức của từng người nữa. Tự do là thế nào, tự do là thế nào và ở chỗ nào tự do hơn, ai đưa ra được cái so sánh đó, chả có gì là tuyệt đối cả. Chúng ta nhìn nhận ở góc độ nào, ở lý trí hay là góc độ tình cảm, thì chúng ta đưa ra cái nhận định cá nhân của mình thôi. Chứ còn gần 100 triệu dân ở trong nước thì nó cũng chỉ có vài thành phần nó đi ngược lại với lợi ích quốc gia dân tộc, chứ không phải là tất cả. Đúng không? Thì chúng ta thấy được cái môi trường hòa bình hiện nay ở trong nước như thế này, người dân tự do phát triển, đúng không ạ? Tự do kinh doanh, tự do học tập và tất cả những thứ tự do khác mà không vi phạm đến tự do của người khác, thì chúng ta đều được thực hiện một cách đầy đủ. Thì cảm nhận của một người dân trong nước chúng ta có thể thấy được cái việc đó. Còn những cái anh mà đã có quan điểm trái chiều mà, thì chúng ta cũng có thể hiểu được ở một cái góc độ ít nhiều, góc độ ít nhiều, chứ không không chúng ta cũng không đề cập sâu. Thì cái vấn đề cuối cùng mà em chia sẻ đó là liên quan đến cái xung đột Nga của Ukraine. Phần cuối này thì em muốn chia sẻ về cái xung đột giữa Nga và Ukraine. Nó có liên quan một chút, thì mọi người cũng đã biết rồi. Thì với tư tưởng của chúng ta ngay từ đầu, đó là quan điểm của em cũng vậy, về cá nhân em cũng thế, đó là nhất quán, không có ủng hộ bên nào, cũng không ủng hộ cuộc chiến. Nhưng mà cái việc mà chúng ta tiếp cận thông tin trong cái thời gian vừa qua, chúng ta cũng có thể thấy được là hiện nay các cái mũi tiến công của Nga thì người ta cũng đã học sâu vào đến Kiev. Thì em muốn đề cập ở góc độ ở đây là rất nhiều nước, đúng không ạ? Rất nhiều nước đã lên tiếng yêu cầu Việt Nam chúng ta là có thể hiện quan điểm rõ ràng. Đấy, trong cái vấn đề này thì chúng ta đã có những cái chia sẻ và rất là cụ thể rồi, chúng ta không ủng hộ bên nào. Cái cuộc chiến nó diễn ra là không ai mong muốn, và hậu quả ngày hôm nay của người dân Ukraine chúng ta có thể thấy được nó như thế nào, nó rất rõ ràng như vậy. Nên chúng ta cũng không có cổ súy nhìn lại cái cuộc đấu tranh của cha ông chúng ta trước đây đã phải hy sinh xương máu để đổi lấy cái hòa bình của đất nước chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta cũng cần phải nêu ra một vài điểm để chúng ta có thể thấy được góc độ tự lực tự cường của một quốc gia dân tộc quan trọng như thế nào.
về cái góc độ thứ nhất ấy, chúng ta biết là qua các cuộc đàm phán chưa đi đến đâu cả, do hai bên vẫn chưa đưa ra được cái sự nhất trí rõ ràng giữa cái vấn đề mục tiêu của Nga đưa ra và cái mục tiêu của Ukraine muốn đạt được. Thế nhưng mà cái việc tạo hành lang nhân đạo có một cái hành động có thể nói là rất là thiết thực, rất là thiết thực. Thậm chí là ngay cả Nga người ta cũng đưa ra những cái thông điệp rất rõ ràng, người ta cho đúng không? Ví dụ như là cái lực lượng Mariupol gì đấy, cái địa phương này đầu hàng trước khi là quân đội Nga tiến vào. Thế nhưng mà cái muốn đề cập đến đó là cái mà chúng ta thấy được là cái hành lang nhân đạo do Nga mở ra đã không được phía Ukraine tuân thủ một cách nó chặt chẽ, mà sử dụng người dân Ukraine để làm lá chắn. Thì chúng ta nhìn lại tất cả các cuộc chiến thì làm gì có ai đi thông báo trước như vậy, đúng không ạ? Và làm gì có cái hành lang nhân đạo như thế, ngay kể cả Việt Nam chúng ta. Khi Mỹ người ta đánh bom B-52 xuống Hà Nội, người ta có thông báo trước đâu, và người ta cũng đâu có từ cái mục tiêu nào đâu. Cái hình ảnh bệnh viện Bạch Mai đổ nát ngày hôm nay chúng ta vẫn còn nhìn thấy đấy, đúng không ạ? Thế thì em rất là phản đối cái vấn đề mà sử dụng người dân để làm lá chắn. Và cái này nó đã có những cái bằng chứng cụ thể rõ ràng, do người dân người ta thoát ra được, người ta chạy trốn được, người ta đã trả lời phỏng vấn trên một số kênh truyền thông. Đó là cái mà em thấy nó rất là phi đạo đức, đành rằng nó là cuộc xung đột quân sự, là lực lượng quân sự giữa hai bên. Thế nhưng mà lại đưa người dân ra làm lá chắn như thế, rất là phi đạo đức. Đó là góc độ thứ nhất. Góc độ thứ hai, chúng ta có thể biết được là ông Tổng thống Zelensky này không riêng gì đại biện lâm thời ở Việt Nam, chúng ta đã có những cái phát biểu mà nó không phù hợp, mà ngay cả đại sứ ở các nước như Israel chẳng hạn cũng đã phải lên tiếng, hay kể cả ở Đức cũng đã phải lên tiếng, đã viết lên Twitter rồi, sau đó là vì một lý do nào đó người ta gỡ xuống. Thì chúng ta có thể thấy được là cái sự đòi hỏi thái quá, một cách nó thái quá của Ukraine trong vấn đề này. Đấy. Đó là sự có thể nói là nó đi quá sâu vào cái vấn đề, nó không còn ở góc độ ngoại giao nữa. Giống như kiểu là bắt buộc chúng ta phải tham gia, đúng không? Phải tham gia. Nó đi ngược lại tất cả những vấn đề mà chúng ta có thể cảm nhận được đó, người dân em nhận thấy là như thế. Đấy. Và ông Tổng thống Zelensky này cũng vậy, ông thường xuyên đưa ra những cái phát biểu mà nó có thể nói là mong muốn của ông là muốn châm ngòi cho cuộc chiến tranh thế giới thứ ba. Ông rất mong muốn cái điều đó, bởi vì ông đưa ra những cái phát biểu mà từ trước đến nay Mỹ và NATO đã luôn khẳng định là sẽ không gửi quân tham chiến tại Ukraine và cũng không cấm bay Ukraine. Thế nhưng mà ông Tổng thống này tìm mọi cách để ông đưa cuộc chiến đi xa hơn. Và cái cuộc chiến thế giới thứ ba thì chúng ta có thể thấy được, chúng ta có thể cảm nhận được là cái hậu quả nó nặng nề như thế nào. Đấy, có thể thấy hậu quả nặng nề như thế nào. Thế nhưng mà ông ta vẫn tìm mọi cách để đưa cái cuộc chiến này nó đi xa hơn và làm cho cái xã hội không riêng gì ở Ukraine mà thậm chí các nước khác là nó sẽ có nhiều cảnh bi thương hơn. Đó là một cái mà em cũng không đồng tình trong cái vấn đề này. Còn về góc độ nhìn nhận và cách tiếp cận của các vị lãnh đạo tổng thống như thế nào thì em không biết, bởi vì cái tầm đó thì người ta có những tư duy và có những bộ máy tham mưu thì có thể nói là nó là tinh hoa của đất nước đó. Thì mình không thể hiểu hết được, nhưng qua cảm nhận, qua các cái lời mà đưa ra đấy, thì chúng ta thấy được cái việc này nó càng ngày càng đi quá xa. Và lúc thì ông ta đề nghị đàm phán, lúc thì ông ta lại từ chối. Thế thì thử hỏi, đúng không ạ? Thử hỏi. Cũng giống như cái lúc đầu chúng ta chia sẻ, ông ta ở lại đến cuối cùng, chứ ông ta không đi, rồi ông ta vì cái này, vì cái kia.
thì cũng đã có dẫn chứng đưa lên rồi. Đấy. Có dẫn chứng đưa lên rồi, không phải là ông nói là một chuyện nhưng để thực hiện nó là chuyện khác. Thì cái cuộc xung đột của Nga Ukraine ngày hôm nay thì chúng ta nhìn thấy được nguyên nhân này nguyên nhân kia thì em không bàn cãi nữa. Đấy, không bàn cãi nữa. Và cái vị trí địa chính trị của Ukraine không bàn cãi nữa. Và kể cả cái vấn đề là Nga đánh Ukraine, sau này Trung Quốc sẽ đánh Việt Nam, ai bỏ phiếu ai ủng hộ, cái này chúng ta cũng đã đề cập rồi, không nói nữa. Đấy, thế nhưng mà chúng ta nhìn nhận lại tổng thể đó, thì chúng ta có thể thấy được về góc độ nào đó giống như Ukraine là một cái kênh ủy nhiệm để các thành phần chống đối mượn Ukraine là một điểm tựa để Đúng tạo rồi, sức đòn ép bẩy. lên Việt Nam chúng ta về về mọi mặt. Đấy, về mọi mặt, từ việc yêu cầu chúng ta chở xe, là chúng ta có thể thấy được là cái việc đó là người ta lợi dụng Ukraine giống như một cái kênh thông tin ủy nhiệm về mặt truyền thông để người ta chống phá nước Việt Nam chúng ta. Thì chúng ta nhìn nhận ở góc độ nào và có những cái so sánh đối chiếu nào để chúng ta nhìn nhận ở góc độ lịch sử. Đấy, thì chúng ta có thể biết được, thì em có thể nhắc lại một chút là từ trước đến nay, từ thời kỳ phong kiến đến nay, thì Việt Nam và Trung Quốc đã qua các triều đại đã xảy ra khoảng 14 14 hơn 10 14 hoặc 10 năm gì đó cái cuộc chiến qua các cái thời kỳ. Thế nhưng Việt Nam chúng ta chưa bao giờ khuất phục, và kể cả sau này cũng vậy, thời kỳ hiện đại sau này cũng thế. Chúng ta cũng không khuất phục trước thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, xây dựng cái đất nước Việt Nam chúng ta ngày hôm nay. Thế nên bằng một một cái chia sẻ thì em cũng mong muốn, tuy nhiên là những cái người mà đã có cái tư tưởng mà nó không có cái nhìn nhận nó khách quan, nó mà chỉ nghĩ đến cái vấn đề tiêu cực của Việt Nam thì chúng ta không có đề cập. Thế nhưng chúng ta chia sẻ để cho mọi người cùng có thể biết được là cái vấn đề mà người ta lợi dụng vào vấn đề Ukraine để chống phá Việt Nam cũng rất là rõ ràng rồi. Đấy, thì chúng ta có cái nhìn nó khách quan hơn. Khách quan hơn. Em không phê phán tổng thống nào, thế nhưng chúng ta có thể nhìn nhận một cách nó đơn giản là một người lãnh đạo mà cái việc lãnh đạo quốc gia mình trở thành một cái chiến trường chung cho các bên thể hiện về tiềm lực quốc phòng, hay là để ghìm chân nhau để thể hiện cái bá quyền của mình trên trường quốc tế, thì cái đó nó là cái vấn đề gì thì mọi người có thể hiểu được, và chúng ta cảm thấy được may mắn hiện nay đất nước chúng ta như thế nào, và cái việc lãnh đạo của chúng ta, đúng không ạ, quan hệ quốc tế đối nội đối ngoại giữ được Việt Nam chúng ta ngày hôm nay, nó không phải là một cái vấn đề có thể nghĩ một cách đơn giản chúng ta ngồi mà chúng ta nói một vài phút mà nó có thể giải quyết được vấn đề, mà đó là cả một Đúng. cái kho tàng trí tuệ của con người Việt Nam chúng ta qua các thời kỳ. Thì chúng ta sống trong cái giai đoạn này, đất nước đang hòa bình, đang phát triển, thì chúng ta cần có những cái nhìn nhận khách quan. Dĩ nhiên em không phủ nhận cái vấn đề chúng ta đang còn những cái vấn đề tồn tại, đúng không ạ? Thì cái tồn tại này chúng ta nói rồi, nước nào cũng có, thì từng bước tiếp cận, từng bước khắc phục và điều chỉnh để chúng ta thu hẹp cái khoảng cách giúp cho đất nước Việt Nam chúng ta phát triển, đó là cái quan trọng nhất, và đó là cái cốt lõi của quốc gia dân tộc, và đó là cái tư tưởng, đúng không ạ? Cái tư tưởng và cái mong muốn của lãnh đạo đã qua các thời kỳ. Thì chúng ta nhìn nhận khách quan hơn, toàn diện hơn, và góp phần xây dựng và phát triển đất nước. Chứ còn xin thưa là chúng ta cũng phải nên nhớ lại những thành phần mà chống đối, đặc biệt là ở bên kia thế giới, thì người ta không lo gì đến cho cá nhân chúng ta cả. Ngày ngày hàng giờ, ngay cả ở Mỹ, cộng đồng người Việt ở Mỹ, người ta có những vấn đề này, vấn đề kia, ở Đức cũng có, ở đâu cũng có cả, chứ không phải là không có. Cái sự đùm bọc của đồng bào với đồng bào thôi, nó đã có thật sự là gắn kết hay chưa, thì chúng ta nhìn chúng ta có thể thấy được. Dĩ nhiên là mỗi một người có quan điểm trái chiều khác nhau, thế nhưng mà chúng ta nhìn vào chúng ta thấy đó là một bài học, là một bài học cho chúng ta nhìn thấy được cụ thể nhất là cái trường hợp Nga Phủ Lý hay là Nấm Mốc, cả hai trường hợp đấy là em thỉnh thoảng em có theo dõi, thì chúng ta có thể biết được là cái cuộc sống nơi xứ người ta như thế nào, không có chuyện mà không làm có ăn, đúng không ạ?
nếu mà không làm quan thì không có tình trạng cướp siêu thị ở Mỹ, không có tình trạng quan bình xăng ở ở Mỹ và Canada và các nước khác, không có tình trạng tài xế bơm xăng họ bỏ chạy như ở Anh. Những cái đó hàng ngày chúng ta có thể tiếp nhận cái thông tin và chúng ta có thể so sánh đối chiếu lại với các cái tờ báo ở bên, bên nước bạn để chúng ta thấy được đó là mặt trái tồn tại của cái xã hội đó, và cũng phải cần người ta cũng từng bước khắc phục. Thế thì chúng ta thấy được như vậy là chúng ta cảm nhận được, dĩ nhiên là để mà đạt được cái mà theo kiểu chúng ta mong muốn thì nó chưa được, bởi vì mỗi người có một nhu cầu khác nhau. Thế nhưng được như vậy đó là cả một sự cống hiến to lớn chứ không phải đơn giản mà chúng ta nói mà được. Chứ còn nếu mà đấu tranh được, đúng không ạ, đấu tranh bằng 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 bây giờ chúng ta cứ gọi là đấu tranh bàn phím ấy, hoặc là đấu tranh bằng bằng miệng ấy mà được, thì cha anh chúng ta đã không phải đổ máu hy sinh như thế, đã không phải chịu những tổn thất nặng nề như thế mới có được ngày hôm nay. Và nếu như mà thế hệ anh em chúng ta và thế hệ trẻ sau này chúng ta không tìm hiểu, không gìn giữ, không bảo vệ thì cái hậu quả thì cũng là chúng ta và các thế hệ sau phải gánh chịu. Chứ những người người ta đã bỏ xứ, bỏ quê hương người ta ra đi, người ta tìm miền đất hứa trong những cái giai đoạn mà đất nước khó khăn nhất, thì dĩ nhiên khi người ta đã sung sướng rồi thì người ta không giải gì, người ta quay về những cái nơi dầu sôi lửa bỏng cả. Đúng rồi. Mọi người có thể nhìn nhận góc độ đó để mà chúng ta có những cái nó khách quan, không, chúng ta không nên tin vào những cái thành phần mà nó dụ dỗ như vậy. À, cái chiêu bài này nó diễn ra bao nhiêu năm nay, mấy chục năm nay rồi thì mọi người cũng có thể biết rồi, những tấm gương đó nó hiện hiện đó còn đó, đúng không ạ? Thì chúng ta rút kinh nghiệm, chúng ta điều chỉnh. Dĩ nhiên Đảng và Nhà nước luôn đóng lắng nghe những đóng góp ý kiến của người dân chúng ta, góp phần xây dựng phát triển. Còn mọi xã hội nào cũng vậy, anh đã đi ngược lại với lợi ích quốc gia dân tộc và đi ngược lại vi phạm của pháp luật thì các anh sẽ bị xử lý. Cái đó là chuyện có thể nói là hết sức bình thường, và quốc gia cũng vậy. Mong là mọi người có thể tiếp nhận cái thông tin rồi nhận diện được những cái thành phần mà chống đối, đặc biệt là cái tổ chức khủng bố Việt Tân đã bao nhiêu năm nay rồi, để mọi người nhìn đó làm bài học kinh nghiệm rút ra những cái mà bài học cho mình để đừng đi vào vết xe đổ của những đối tượng đó, rồi lại phải tha phương cầu thực, đúng không? Có tổ quốc, có quê hương nhưng lại không thể trở về, phải làm thân, đúng không? Thân mà với xứ người như thế thì nó cũng là một cái cảm nhận và cảm thấy rất là khổ tâm đối với một con người. Đó là em chia sẻ thêm như vậy. Ok Trung à, cái Em gì nữa cảm đây ơn anh cho Trung Trung nghĩ quá. Thì trước khi em xuống thì em xin chia sẻ với anh Jason Nguyễn riêng một chút. Anh Jason Nguyễn ơi, anh phải biết một điều như thế này: anh so sánh cái gì thì so sánh nhé, còn tiền nó là tiền chung, anh hiểu không? Một cái thùng dầu á, một cái thùng dầu nó là giá chung nhé, nó không có khác nhau cả, anh hiểu không? Dầu thô á, cái dầu thô đấy là người ta bán trên thị trường, ví dụ 130 đô một thùng á, thì là cả thế giới nó đều 130 đô một thùng anh nhé, nó không khác nhau. À, không có tự hào gì cả. À, chúng tôi không có tự hào với vấn đề xăng Việt Nam rẻ hơn hay xăng của Đức đắt hơn, mà chúng tôi cảm nhận được đó là gì, đó là lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các cơ quan ban ngành chức năng của Việt Nam đó đã thường xuyên quan tâm đến đời sống của người dân. À, cảm thấy nó có vấn đề mà nó xăng giá quá cao, nó ảnh hưởng cuộc sống người dân, thì lãnh đạo cũng đã có những bước điều chỉnh, đúng không ạ? Giảm thuế này, giảm thuế kia để giúp cho cái giá xăng nó bình ổn, giúp cho cái cuộc sống người dân nó ổn định hơn. Nó không có gì là tự hào hay không tự hào cả, mà tự hào ở đây là chúng tôi tự hào với lãnh đạo của chúng tôi là những người luôn quan tâm đến người dân, chứ không phải chúng tôi tự hào giá xăng rẻ nhé. Còn giá xăng ở đâu cũng vậy thôi. Chúng tôi cũng đã có tìm hiểu rồi, giá xăng Việt Nam là toàn quốc là một giá, như ở Mỹ là mỗi bang một giá, thậm chí là mỗi một khu vực một giá. Cái người dân sống ở đâu thì phải chịu mức giá ở đó, nó cũng là một cái thiệt thòi. Nhưng mà không phải cái thiệt thòi các anh là niềm tự hào của chúng tôi, mà chúng tôi tự hào về đất nước chúng tôi. Còn các anh hãy có những cái tự hào về đất nước của các anh nhé. Tự hào về đất nước của các anh ấy, các anh đang ở đấy, các anh ở đấy thì các anh hãy tự hào về quốc gia của anh đang ở.
chúng tôi hạnh phúc với đất nước chúng tôi, tự hào mới bỏ qua đó chứ, đất nước của các anh. Thì em xin cảm ơn anh Cơ Quang và tất cả mọi người đã lắng nghe. Ok Trung, cảm ơn Trung rất là nhiều ạ.